Ui nhiều quá đây mọi người ơi. Ui, 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 đây, 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 đây. Xin chào mọi người nhá. Hôm nay một ngày rảnh, gia đình của chúng tôi đi bể măng trên núi. Đây mọi người thấy đấy, tí nữa gia đình của chúng tôi sẽ leo lên núi kia để kiếm măng. Đội ngũ đi kiếm măng nè, gái trai già trẻ đầy đủ chỗ này nhá, sẵn sàng một hành trình rất là vui leo núi bể măng. Con giang lì người hợp lý hay mà là thế cho mọi người. Đi bể măng là phải kéo người phụ nữ lên đấy. Một con đường rất là khó đi này. Mọi người cùng theo dõi nha. Đấy, khó khăn lắm. Ôi mọi người ơi, ở đây có cái hoa gì rất là lạ này. Hoa gì ta? Chịu luôn á. Đây này mọi người, hoa này lần đầu tiên đích thấy đấy. Chưa thấy cây lỗ ô nhé mọi người. Đang lên. Ui mọi người ơi, phát hiện tổ ong kìa mọi người. Đấy mọi người thấy chưa? Đâu, tổ ong to quá. Để đó. Hôm nay nói chung là mình đang bể măng, không có thời gian để bắt nó. Buổi sau mình sẽ đi bắt nó nha. Đấy mọi người thấy đó. To thật, ui, quá to luôn. Phải đi thôi, không có đốt mình chết đấy. Bữa sau đi bắt. Hơi bị mệt nhé mọi người. Đấy, thấy chưa? Bên kia cây lê rất là nhiều. Giờ bắt đầu tới rồi nhá. Giờ bắt đầu tới cây lê rồi nè. Ôi giời ơi. Đây, măng đầy luôn này mọi người ơi. Giờ chưa bể đâu nhá. Lên đã. Đấy. Đang lên. Đâu? Thế nào? Đấy, tảng đá rất là to này. Đây, tảng đá bị bế nha. Thầy chiến tranh người ta ném bom bị bế tảng đá này. Là mọi người thấy mấy cái dấu vết vẫn còn trong tảng đá này. Mọi người thấy đấy, dấu vết của súng đạn bom thời chiến tranh này vẫn để lại. Phong cảnh thật là đẹp, rất là tuyệt vời mọi người ơi. Phong cảnh đẹp quá. Ôi nhiều muối quá. Đù, ui rồi ôi, ui rồi ôi, nhiều quá mọi người ơi. Đây, 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 đây. Cả đống măng luôn nè. Đúng là đi đừng có khác thật đấy mọi người thấy đó. Đây, giờ bẻ cái nha. Đây. Đây. Giờ đi tiếp nhé mọi người. Đấy, anh kia đang bé nè.
Đây, một chùm măng đây. Quá là nhiều. Quá nhiều luôn em mọi người. Đúng là một ngày đây. Không uổng sức. Đấy. Đúng rồi. Măng này mọi người biết không? Măng này là trong các loại măng, măng này là ngon nhất. Ôi muối. Ui, đây nhiều muối lắm mọi người ơi. Quá nhiều muối luôn. Đấy, mọi người thấy đó. Quá nhiều măng. Anh ấy đang bẻ nha. Đây. Cái này nữa nè. Ui, nhiều quá mọi người ơi. Đây, bẻ đi, bẻ đi. Đấy, một cái nha. Bẻ tiếp, hai cái nè. Đấy, ui dồi ôi, ui dồi. Quá nhiều luôn, ui. Đây luôn nè, ui. Lục luôn nhá mọi người. Leo núi mà gùi cả cái vỏ của nó chắc không nổi đâu. Cho nên là phải lục bớt đi, cho nó nhẹ. Mới đầu chưa biết lục. Ui, măng to quá. Má tất mình bị ép cho cá. Đấy. Đây. Giờ đang ở trên núi nè. Ui, chỗ này cây bằng lăng rất là to mọi người nhá. Đây nè. Quá to luôn nè. Ui, to quá, to quá. Đấy mọi người thấy đó. Cái bằng lăng này. Kìa kìa. Nhiều quá nè. Nghe hết quá. Đây nè. Ui. Này. Ui. Tối quá. Đấy. Thấy không? Đấy luôn nè. Ngoài luôn nè. Đang bé này nha mọi người, đây, đây. Mọi người thấy đó. Đấy. Đầy luôn nè. Nhiều quá. Đây. Quá nhiều luôn này. Ui. Đây này mọi người. Ui dồi ôi, măng quá nhiều luôn. Măng gì. Ui ui ui. Đây, 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 đây. Đây nha mọi người. À. Ha, chít. Đây. Đấy. Bị ngã, bị trượt chân nhé mọi người. Bị trượt chân. Núi cao quá, núi trơn quá. Giờ hôm qua mới mưa á. Bị trượt chân. Này đây này. Đấy mọi người thấy đó. Đó. Nó bay mọc như thế này mới ngon này. Ngon lắm. Chào tôi búng rau chưa. Đây này. Đấy. Xong rồi. Đấy. Cái bà kia bà lục vỏ. Lít cái đi bé nha. Thấy mệt hả? Lên tiếp. Mệt nhưng không sao. Có măng là ok. Có măng là ngon rồi. Có măng là ngon rồi. Đây, tiếp nè. Đó. 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 Tiếp tục bên này nè. Ui, nhiều quá đây mọi người ơi. Ui, 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 đây, 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 đây. Đó, ở đây thì đã nhiều rồi nè. Ở đây thì đã đầy rồi nè. Đó, mọi người thấy. Đây. Ui, 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 ui. Đầy rồi nè, đây là. Mấy người kia nó bể đầy rồi mà. Gùi thì cũng đã đầy rồi. Anh kia chịu không nổi nữa. Mệt lắm rồi á. Anh kia mệt lắm rồi á. Bây giờ chỗ cây nó còn đầy nè. Bẻ tiếp cái này nha. Đây. Bây.
con to. Đây. Em xoa được. Nghe cái răng tan nhỉ, đường này chết kìa. Anh phải quá anh có. Đúng nhiều măng quá. Đây. Đây làm hết đi. Bà con ơi, làm hết đi bà con ơi. Bà con ơi. Đây là chắc là lần đầu tiên hả? Lần đầu tiên thấy măng như thế này nè. Toát hết mồ hôi rồi mọi người ơi. Ôi nhiều quá. Đây, bác kia đã một gùi đầy rồi nha. Bác kia đã một gùi đầy rồi đó. Đấy. Còn gùi đầy cũng đầy rồi này. Đây, đây là gùi thứ ba này. Đầy luôn này. Đầy gùi xuống đổ. Chắc là mệt lắm rồi, không bể nữa. Làm xong một túm đây chắc là đi về. Bữa nào thèm ăn thì vô tiếp. Đây. Làm rất là sạch đây, mọi người thấy đấy. Đó. Bà Can ở đây luộc măng rất là chuyên nghiệp nha mọi người. Đó, một tăng bốc. Chặt một phát, gọt hai phát. Xong rồi khui ra là thấy của nó rất là trăng bóc. Đấy, đấy kìa. Nhưng mà lông nó hay bị ngứa lắm nha. Lông nó nhiều lắm. Ai đang phút nhỉ? Ai đang phút nhỉ? Chú ra đầy luôn này. Đây là cặp hà lanh. Cặp hà lanh vlog này. Lanh vlog rồi nhé mọi người. Nếu mọi người thích rừng hoang sơ như anh em chúng tôi đi quay thế này thì hãy đăng ký kênh Lanh Cà Pạ nha, hay còn gọi là Lanh Vlog. Đây là tiêm y bung này, đây tiêm y bung, đây đội ngũ đây, anh này là guitar, anh kia là bác gái là ca sĩ. Đây là người múa phù họa cho tiêm ý bung. Đây là bà xã này. Kỹ càng lắm. Nói chung anh em thì chắc là mũi hút máu anh em là mỗi người một lít đó. Nhưng bà xã thì kỹ lắm mà. Bà xã thì kỹ lắm nè. Khẩu trang là bao tay rồi đeo ống rồi chắc không có mũi cánh. Ui đầy luôn nè. Mũi bỏ tay. Đủ mũi này. Đấy mũi này. Ngồi một đứng một tí là một chập là mũi nó càng đông nữa. Nó kéo cả đàn cả làng cả xóm ấy qua hút máu. Đầy luôn. Nói chung thì măng thì còn đầy nha mọi người. Măng thì còn nhiều lắm. Nhưng mà gia đình chúng tôi mệt rồi, với lại cũng đầy gùi rồi, phải về thôi. Khi nào ăn hết cái này bữa sau vô bể tiếp. Đó. Bây giờ là đàn bà đi sau, đàn ông đi trước. Đàn ông mang gùi, gùi măng, đàn bà đi sau. Đây. Quên mà. Chuyên nghiệp này. Đấy, em đây chuyên nghiệp nè, đủ gọt giống gọt mì mà. Mùi quá. Đấy, nhìn thấy chưa, làm sạch sẽ trắng bóc. Bà gửi.
đấy, hết kia, hết kia, đã còn đó, to, còn cái to đó, làm hết luôn, làm giỏi thật đấy. Nhìn em ấy làm thấy áp phê luôn. Đấy, vừa đi vừa bé luôn, đầy gùi hết rồi nha. Bây giờ xuống núi nha mọi người, đây xuống dốc đây mọi người. Wow, đi từ từ thôi mọi người ơi, cái chân bị ngã nha. Trời ơi, coi ông xã đi vậy, trời ơi, trời ơi. Chết kiểu này. Giờ xuống núi nha. Này. Ông ơi. À. Trời ơi, con đường xuống núi rất là cồng kềnh. Khó đi thiệt. Rất là khó đi. Mọi người ơi, chờ mình với. Vừa đi vừa đùa nữa, chết á. Nha. Ai, trời ơi, đau chân rồi. Xuống mới cảm giác thấy đau chân nha mọi người. Ta tới nơi nha, xuống núi tới nơi. Tới ruộng rồi. Tới ruộng nè. Lên ruộng là tới xe. Lên ruộng là tới xe nha mọi người. Con ơi, khổ quá. Con đường xuống này. Làm cái tô đi kiếm thức ăn như thế này đó mà con ơi. Ơi trời ơi. Muốn có rau ăn là phải leo dốc leo núi nha mọi người. Đây. Cực khổ như thế này đây. Bỏ đi. Ôi trời, ôi trời, ôi trời. Bỏ đi rồi. Con chuột. Con chuột nó nhảy đi rồi. Hả? Rong hay anh đúng không? Tại nhắc lại hoài rồi. Đu chục người. Chục to. Đừng có phá nhé. Ăn xá. Thế con chuột to. Đây. Bây giờ. Phải lên kia là lên tới xe. Để mang trên xe xong rồi mình đi kiếm măng lê tiếp nha mọi người. Đây. Đây. Đấy. Đấy là măng lê nha mọi người. Tới măng lê rồi.